Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Kiều sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm rất chi là hay ho. Ta-da! Đây chính là bảo bối của Kiều đấy. Serum tan mỡ jojoba. Chả là đợt vừa rồi ăn quá đà kết hợp với công việc bận rộn, không có thời gian để gym, nên mình đã mất đi vòng eo và xuất hiện mỡ bụng dưới. Tình cờ được chị bạn giới thiệu cho sản phẩm serum tan mỡ jojoba. Trời ơi, toàn mùi quế à, thơm quá đi. Vậy serum tan mỡ jojoba dùng như thế nào nhỉ? Có dễ dùng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Bước đầu tiên, bạn nhỏ khoảng 10 đến 15 giọt tinh chất vào tay hoặc trực tiếp vùng bụng. Bước thứ hai, đó là massage bụng để serum ngấm sâu, tiêu hủy mỡ. Và sau đó, các bạn quấn đai định hình để định hình vòng eo nhé. Cảm nhận đầu tiên của mình rất thích. Đó chính là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên nên rất lành tính. Bộ sản phẩm gồm hai thứ, đó là serum và một đai đeo định hình. Điều thứ hai mình thích ở sản phẩm này nữa, đó chính là dạng serum. Như các bạn đã biết thì serum là dạng tinh chất cô đặc hơn 70 lần và tác dụng gấp 10 lần so với dạng kem thông thường. Nên khi bôi tinh chất thẩm thấu rất nhanh và thẩm thấu sâu, phá hủy các lớp mỡ đáng ghét. Ta-da! Và đây là kết quả khi mình đã sử dụng serum tan mỡ jojoba tròn 1 tháng. Mình đã giảm được 9cm vùng bụng, da bụng săn hơn, sáng hơn rất nhiều. Đặc biệt không mất quá nhiều thời gian nữa. Mỗi ngày mình chỉ mất 5 phút thôi là đã bye bye được các em mỡ rồi. Sau video này thì Kiều xin chúc cho tất cả các bạn nữ sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và đặc biệt là chào tạm biệt các em mỡ nha. Bye bye!